Hello, xin chào các bạn nha. Bây giờ mình đã về, giờ cũng xế tối rồi. Thì mình cũng về, hàng nó cũng tới cái đợt queue này nè. Đây, mình để lên trên đây một ít. Thì nói chung là hôm nay xui các bạn. Nay thì không biết sao mình đặt vị nho hết, mâm xôi không có, mình đặt vị nho sample hết luôn. Mà không biết sao người ta để cho mình ba gói đợt queue này nè, mà có hai gói vị táo. Nó bị xì bỏ mất tiêu rồi, nó bị rách luôn các bạn. Không biết sao bị rách, mà rách cái kiểu bạn coi cái rách nè, nó xui lắm mày ơi, nó tự rách luôn. Thì nó rách theo kiểu này thì sao ta, mình có về thêm một ít vị dưa hấu nè. Thì cái này nhiều khi là nó cái hãng nó đã làm cho mình cái kiểu là rách sẵn á, này nó rách sẵn này thấy không, nhưng mà nó chưa có xì bột đâu. Mình cái này chắc là do cái kiểu mà vận chuyển mạnh hay sao á, xì bột ở đây luôn, trắng hết cái bịch bột này của mình, khá là xui. Cho coi như mình mất, khá là bẩn xíu, nhưng mà coi như mình bị mất một gói được kêu như vậy thì thôi kệ đi, không sao, gói vậy thì không bao nhiêu các bạn. Thì quay clip cho bạn coi cho nó, để mà ai mà buôn bán cái loại này thì biết vậy thôi. Lâu lâu mình xui mình sẽ mất vài gói nha. Anh em mất một gói. Thì bạn mấy cái sample này hay bể lắm, cho nên nhập hàng về mà nhiều là dễ bể lắm. Thôi bỏ qua đi, rồi bây giờ mình sẽ quay video mình review cái vị dưa hấu nè. Mình tự tin cái vị vị mâm xôi với lại vị nho, cho nên mình đặt vị nho không à. Còn còn vị dưa hấu này mình đặt thử, nếu mà ok vài gói à, đặt có vài gói à, nếu mà ok thì mình bây giờ mình làm clip review nha. Nếu mà ok thì tương lai mình sẽ về vị dưa hấu nhiều nhiều một xíu. Rồi vậy thôi, bây giờ mình sẽ bắt đầu review nha. À quên, cái này là mình đặt ít đồ quần áo nè, chút nữa mình review luôn. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Bây giờ mình sẽ quay video uống thử cái vị dưa hấu này. Xin chào các bạn nha. Bây giờ mình review tiếp theo cái vị vị dưa hấu đây nha các bạn. Đây thì mình mới vừa thay cái bộ đồ mới hồi nãy mình cái video mà mình mở hộp á, mình review á, mình mở hộp review cái bộ đồ mới của mình á, thì bây giờ mình mặc luôn nè. Thì nếu mà các bạn xem thì xem chơi cho vui thôi. Rồi video này chủ yếu vẫn là review cái vị dưa hấu này nha. À đúng rồi, hồi nãy cái gói này nè nó bị xì á, thì chắc có lẽ là mình sẽ dùng nó cho cái buổi tập tiếp theo của mình, chút nữa mình đi tập nè. À thông báo luôn, các bạn mua được kêu thì các bạn nhớ nhắc mình tặng cái đề can này để dán vô cái bình lắc nha, hoặc là dán vô cái vị cái gì mà các bạn thích đó thì dán vào đó, các bạn thích vô cái gì dán vô cái gì đó, thì các bạn nhắc mình để mình tặng cái này cho các bạn nha. Rồi bây giờ vậy là cái gói này bị xì bột, thì mình sẽ dùng nó để chút nữa mình tập. Nhưng bây giờ video này thì mình sẽ review cái vị dưa hấu trước đó. Đó, nói chung là mình phải khui ra đây. Thì vị dưa hấu thì đáp nó vẫn là 2024 nha, được khu này đáp rất là xa, tại vì nhiều bạn rất là chuộng ưa dùng á, cho nên nó hết hàng liên tục. À nó giống như Ruan gì đó, thì gói vậy là 1,5 serving, mình sẽ dùng một chút xíu thôi để mình review. Thì mình sẽ review trên cái bình inox này nè cho nó sang trọng. Hôm bữa mình đổi, mình nói các bạn rồi đó, mình đổi cái bình này để cho nó sang trọng lên. Mình pha với lại 100 ml nước thôi, mình dùng 1/3 gói để mình uống tại chỗ. Xíu nữa kết thúc video này thì mình sẽ dùng lại cái gói bị rỉ này nè để tập. Video này mình sẽ uống một xíu để mình review thôi. Thì 100 ml nước mình sẽ uống với lại 0,5 serving, tức là 1/3 gói. Cái mùi nó thơm mà nó cũng hơi khó chịu các bạn. Không biết các bạn quen cái mùi dưa hấu này không, chứ mình thấy nó hơi hơi khó chịu nha. Còn uống thì không biết sao. Rồi mình bảo quản nó thì mình cột lại. Rồi lấy thùng cột lại là xong không các bạn.
Đó, cột lại để đừng bay hơi ra ngoài là coi như xong rồi. Này rất là dễ tan nha các bạn, không lo lắng gì tính cái việc mà tan hay không tan gì đó. Cái lắc nhẹ là tan hết rồi. Cái màu nó ra như vậy nè, hồng hồng đỏ đỏ nha. À, vị dưa hấu dễ uống các bạn, ngọt ngon, không có gì hắc hắc mà khó chịu đó, không cay không đắng không chua, rất là ngọt đậm đậm mà ngon á. Được nha các bạn, nói chung là dễ uống hơn vị nho nữa. Nho là vị này nè, hồi trước mình nói là nó giống như siro vậy mà cái này nó dễ uống hơn nữa. Thì nói chung là ok nha các bạn, vị dưa hấu này rất là ok. Thì trong tương lai mình sẽ nhập luôn mấy cái hũ của vị dưa hấu về nữa. Rồi, vậy thôi. Thì mình xin kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu mà các bạn muốn liên hệ thích được Q này để buổi tập hiệu quả thì liên hệ mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều, bye bye.